Xin chào các bác. Này em lại nhận được cái thùng mới, cái nô cũ chưa kịp sửa là khách này, một khách mới lại gửi cho một cái nô hàng mới rồi. Đây kiểm tra. Đó, mỗi lần khách gửi cho như này vừa vui lại vừa đau đầu. Nó gửi cho ui. Đây gửi cái này là không phải là mỗi một cái mên này coi như là một cái đầu rồi. Chua rồi, bằng này cái mên nữa. Ui. Ui. Đếm số lượng mên như này làm được là tét mắt. Chỗ này riêng chỗ này tính ra chắc là phải đến khoảng 2-30 cái. Gọi 30 sửa 30 cái đầu. Mới còn dưới này nữa. Còn nô dưới này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mỗi một cái thùng này là 10 cái đầu. Wow. 10 cái đầu nữa này. Ui đây này còn mấy cái mên nữa này. Ê. Wow. Mệt đấy, mệt, hơi mệt, hay mệt. Ok. Và quay em nhận màn này cho bác xem rồi em mới chuyên sửa về cái này. Nếu các bác bị lỗi này thì gửi qua em sửa cho nhá. Làm này nó cũng hơi quá tải đấy nhưng mà thôi, làm dần thôi biết sao được. Khách gửi đến như này không nhận. Ok, cảm ơn các bác đã xem video.